sợ vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai, vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh. Sợ vợ có gì sai, có sai. Mà sai vợ là ăn đòn hay nha. Sợ vợ có gì sai, có sai. Mà sai vợ là u đầu. Ui da. Em ơi đừng có la, anh lon ton chạy quét nhà, anh đang rửa chén nè, em uống gì anh pha. Em ơi đừng khó khăn, anh luôn luôn cố gắng mà, anh là ô sin cao cấp, em mệt về nhà anh lo. Sợ vợ có gì sai, có sai. Mà sai vợ là ăn đòn hay nha. Sợ vợ có gì sai, có sai. Mà sai vợ là u đầu. Ê anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai, vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh. Đề của bỏ ngoài ní mô. Làm gì ẩm vô nhà? Thì Lý Lý mới vừa giáo con. Em sợ là lờ kia cô quay lại rồi cô bắt của bỏ đi thì rắn. Thôi đi, đừng có nói cái chuyện không có. Đưa vô trong nhà, một mình em giữ con anh không có dám tin tưởng. Em hậu đậu lắm, em đụng cái gì nó bể cái đó. Thôi lỡ em làm bể này bể kia, té con tội nghiệp đó. Không phải, nhưng mà bà ở ngoài đây, tôi vừa bán tôi vừa nhìn vậy mà tôi yên tâm. Giao cho bà tôi cũng yên tâm bà ơi. Anh rảnh mà anh rảnh con bằng em được. Bà đẻ hả bà đẻ? Thôi. Đã nói là cô Lily cô đã giao con cho mình rồi. Cô làm giấy tờ đàng hoàng rồi, sợ là sợ cái gì nữa. Em biết, nhưng mà lờ khí hà. Rồi đột nhiên cô nhỡ con, rồi kể cô tới đấy rồi cô mặc cô bỏ đi thì rắn. Em nói rồi em thương là mẹ không cho đi mô. Lớn rồi em... ai phải con nít đâu nói tới nó lui. Coi lo cho nó ăn uống gì đi, cho nó bú đi. Chưa rồi. Đưa em bình sữa nhanh lên. Cái gì? Đưa bình sữa trên bàn té. Trời ơi cái gì đâu rồi. Đưa đây. Nè đây. Uống đi. Hủ tiếu không chủ ơi. Rồi. Cũng bỏ ơi. Cho đây chụp hình đều hả cậu? Dạ. Tới chụp hình đẹp lắm nha. Tôi có thấy đó. Ủa trời sao có con mang ra đây chi cho cực với anh Kiệt? Cực gì đâu trời ơi. Tôi thứ nhất là tôi sợ bà vợ tôi phải nhà bả hậu đậu, sợ lỡ nhỏ nó bị gì trời ơi tôi khóc á. Còn mình có con mà mình đem ra đây mình vừa buôn bán rồi mình vừa khoe con mình luôn để bà con tôi nghe thấy tôi có con rồi chứ. Anh ở nhà cả khách chặt tới thì bạn hàng đi hay đừng khoe con nữa hay ra với cổ với cổ. Rồi cảm ơn nha. Rồi đi nha. Hey, anh cái gì muốn cái gì? Đem nhà. Không có đem nhà gì hết trơn á. Tôi nói một lần cuối cùng, con tôi để ngoài đây, tôi muốn khoe lúc nào tôi khoe. Có con là phải khoe, tôi thích thì tôi khoe thôi. Tôi đi dọn tôi đi. Nhưng mà anh em sợ Lily. Sợ cái gì mà sợ? Trời ơi. Trời giống trời ơi. Khóc rồi. Con tôi khóc luôn rồi trời ơi. Không có nhiều lời, tôi nói rồi. Con của tôi thích thì tôi khoe thôi. Đừng có nhiều chuyện. Con. Anh Đại. Trời. Anh Đình ai? Anh Đình đâu có. Anh Thình Lình định tới quán kia ăn hủ tiếu. Cái gì đi ăn hủ tiếu á thì tới quán em ăn em bán cho anh. Đó anh thấy không? Quán em á bây giờ có con nít khóc nữa anh thấy vui không? Đó. Anh nói anh nghe. Cái điều đó là cái điều đau lòng của anh đó em à. Tự nhiên sao mà nuôi con nuôi cái mà để cho nó khóc như vậy đâu có được em. Trời ơi, em thấy bình thường mà chị Hoa nói mỗi lần nó khóc á là nhớ ba nó đó. Mỗi lần nó khóc là nhớ ba của nó hả? Đúng rồi. Mỗi lần nó khóc to là nhớ ba nó đó. Anh Tài, anh bị gì vậy? Một bụi nó rơi xuống mắt, nó làm xấu con mắt của anh đó. Anh thấy vợ chồng Kiệt với lại Hoa có đứa con vậy á. Anh mừng lắm. Thôi được rồi, bây giờ em về bán hủ tiếu nha. Đi qua ăn hủ tiếu luôn. Không.
anh đi không có được đâu em ơi. Sao vậy? Tại vì á anh bây giờ là khó khăn lắm. Anh thấy cách ly 16m50 từ bánh xe hủ tiếu đó em à. Rồi cái gì trời, sao giống như đá phạt đền 16m vậy anh, mà sao trọng tài nào khó khăn quá vậy? Trọng tài này không những khó khăn mà còn hung dữ nữa. Ai vậy? Đó là Lê Thị Quy Hoàng Diễm Lệ đó, vợ anh đó em. Em nghe thấy em cũng sợ đó. Thôi em đi về bán hủ tiếu đó em đi nha. Khoan đã. Em trai dạ? Em cầm cái này đi, em cầm đi nha. Sao tự nhiên em đâu uống sữa đâu, em lớn rồi mà sao tặng sữa cho em? Không, em hiểu lầm rồi. Sữa này là không phải anh tặng cho em, mà anh nhờ em tặng cho cô Bo. Còn cái này nè, cái này là anh mới tặng cho em nè. Tặng cho em nè. Em mới thuộc lòng 40 cho anh. Không nghe, không biết, không thấy và không nói. Nhớ nha, anh đi. Dạ dạ. Chị làm gì em hết hồn luôn vậy? Em mới làm chị hết hồn á, gì giấu giếm giếm vậy? Dạ dạ. Hả? Đâu có gì đâu. Cái này là hứa rồi. Không nghe, không thấy, không nói, không biết luôn. Thôi chị không biết cũng không cần tìm hiểu ha. Nhưng mà nè, chị hỏi thăm nè. Dạ. Em có thể tiết lộ cho chị nghe chút xíu thôi. Chút xíu cái bí mật gì của em ở nơi này nè, trước khi mà chị xuất hiện không? Thôi em không nói đâu, em nói đâu. Đúng rồi, không nghe, thấy không biết, không nói, đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì nhưng mà chị có tiền. Thôi tiền thì tiền. Trời nhưng ơi. Mà em không cần tiền đâu, tại vì cái này là quà của cô Bo mà. Quà của cô Bo. Như vậy là bí mật đã được bật mí 50%. Và cho 40 luôn nè. Và nói đi ha, 50% còn lại luôn, hưởng luôn 40 ha. Dạ. Nói 50% còn lại chứ không chị đòi tiền à. Dạ. Mà em thấy hôm nay hai anh chị lạ lắm luôn á. Là sao? Anh cũng cho em tiền, chị cũng cho em tiền luôn. Anh cũng cho em tiền luôn. Vậy là đã lộ 50% còn lại. Ok, tôi sẽ tự đi tìm hiểu. Ủa, chị Lệ. Làm chi nữa? Hả? Làm chi nữa? Làm gì đâu? Thì đi qua đi lại tìm chồng tôi mà không có thấy. Tự nhiên thấy em bé tới coi. Ai làm gì đâu? Không thích thì ta về. Không phải, không phải chị Lê. Chị ngồi đi chị Lê. Dạ, chị ngồi đi chị. Không phải. Chị đừng thằng nhỏ thì cũng được thôi. Mà chị coi đi. Thằng nhỏ về thương làm y như ba thằng luôn. Tính nận rồi đó. Mà nói thì dễ thương giống ba nó, tự nhiên hết tính nận. Không phải mô. Thiệt chị coi đi. Hẳn nghe chưa? Hẳn mà ngủ là y như ba thằng luôn. Ủa sao biết vậy? Sao biết ngủ giống ba nó vậy? Có ngủ với ba nó không mà biết vậy? Dạ rồi. Hả? Cái gì? Ngủ với ba nó rồi hả? Dạ em ngủ về anh Kiệt. Hả? Là chồng em. Dạ. Dạ. Em nói nghe nè. Nói nghe nè, em nói chuyện có duyên lắm á. Dạ. Nói cái câu chuyện này, nó qua câu chuyện này, nó không hề dính dáng gì với nhau hết trơn. Tranh thủ uống thuốc an thần nha. Ai em biết chữ, nhưng mà từ ngày em nhận nuôi cú bó là em lục mô cùng tường cú bó như là anh Kiệt rồi đó. Mà chị biết không, từ ngày mà có cú bó về nghe là anh Kiệt anh đờ la em nhiều. Thì đúng rồi, đàn ông nào cũng thích có con trai. Chứ thử đi nha, bây giờ em thử em có bầu nha, mà em đẻ ra bánh bèo nè vậy đó, là số phận em y chang với số phận của chị à. Ôi chị không được nha. Vậy cô Bỏ là con riêng của em và anh Kiều, chị không có được bặt cô Bỏ đi nha. Trời ơi, bà có con rồi bà giữ con bà đi, tôi bắt con bà làm chi? Ở nhà tôi có mấy đứa con tôi nuôi, tôi đã muốn chết rồi. Tự nhiên bực bội giận dữ lắm á. Nhưng mà tại vì lúc đó cái hoàn cảnh nó đưa đẩy tới đó, chị mà không làm như vậy á, chị cũng không biết phải làm sao nữa hết á. Chị buồn lắm á, nói thiệt á.
thôi. Sao móng tay đẹp quá ha, bữa nào dẫn chị đi sơn đi. Dạ thôi. Đừng dễ sơn em biết, nhưng mà đừng coi dần anh nữa. Không phải, tại sao anh là chồng chị mà anh lại có ý nghĩ và cái hành động như vậy? Đàn ông mà, tại sao lại thích ăn chả? Có lẽ chị là phụ nữ, đàn bà nên ăn nem. Cái gì vậy? Thôi nha bà Lệ, trời đất ơi, cái xóm này bây giờ nó nhiều chuyện xì căng lan lắm rồi. Bây giờ bà mà ăn chả ăn nem nữa là nó tựa lưa luôn đó. Giống cái chuyện ông Vũ đó, ông Vũ mua chiếc nhẫn kim cương cho bà Lam đó, rồi ông Hổ đó, ông mùm mùm mổ hổ gì đó, rồi ông với bà vợ ông kia tùm lum tùm la. Nói chung cái xóm mình tựa lưa luôn, ông thấy hả? Ủa mà có cái chuyện đó luôn á hả? Trời ơi, nó tựa lưa hết trơn á trời á. Tôi nói thiệt, bây giờ muốn bình yên là do mình thôi, tất cả là do mình thôi. Mình bình yên thì nó bình yên, mình muốn sóng gió thì nó sóng gió thôi. Tóm lại nó là như vậy, thấy không? Thôi thích ra. Tôi không thích bình yên, tôi cũng không thích sóng gió, tôi phải đi ăn chả. Trời đất ơi bà này. Đáng rửa, nặng con thế. Nắng cái gì, tôi đem ra một công đôi chuyện. Một là vừa tắm nắng cho nó, còn hai để khoe con với bà con cô bác. Đi con ơi. Lê là bạn nói là cái thủ tục mà giao con là xong rồi. Bây giờ em muốn là hai đứa mình lên trên phường mình làm giấy khai sinh cho con nghe. Nếu em muốn anh sẽ chịu. Anh Kiệt, em muốn đặt tên cho con. Nếu em muốn anh sẽ chịu. Anh, em là người Huế cho nên là em muốn đặt cho con tên là Lê Huệ. Có hay không anh? Nếu em muốn anh sẽ không chịu. Cái gì nữa em ơi, răng anh là thương em lắm mà tên không được. Tự nhiên đặt tên con Lê Quế nghe kỳ em. Trời ơi, nghe như Lê Quê vậy đó. Em nghĩ đi, bây giờ con mình á, thấy không, em đặt tên Quế rồi em á, cái người miền Trung em á, em kêu là Huệ. Đúng rồi, tự nhiên thành con mình tên Huệ. Thằng Quế thành Huệ, anh tên Kiệt, con tên Huệ. Hai cha con gom lại là Kiệt Huệ hả? Chết luôn á, không giỡn đâu. Rắn mà không nghĩ một cái tên nào đó nó hay hơn chút đi. Bây giờ anh có cái tên mố mà hay không là đặt cho con đi nè. Bây giờ hả? À, được rồi. Bây giờ anh nghĩ là mình đặt cho con cái tên là Phúc Lộc được không? Không được. Tên quá đẹp hơn gì nó không được. Thì đẹp có đẹp, nhưng mà hằng mà chung tên với con của anh Tài thì anh Tài là Phục Tài, bây giờ đặt con là Phục Lộc là chung tên rồi. Chung tên gì thì con ổng với con ai mà chung tên đâu mà. Không được. Thì em có tên nào khác em đặt đi chứ, anh đặt em nó không được hoài. Thì thật ra em là cùng thịt con trai tên là Khánh. Thích thằng nào tên Khánh? Không phải, ý là con trai tên Khánh cũng đẹp. Quy Khánh à? Không phải, nhưng mà anh để ý cái tên đi. Khánh mà kết hợp với lại anh thì là Kiệt, thì là Khánh Kiệt. Trời ơi. Thì đó, Khánh Kiệt hẳn có tàn mạc hơn là Kiệt Quê nữa. Thôi, cái tên này không được rồi em ơi. Giờ em phải nghĩ thêm một cái tên khác đi. Bây giờ trước khi mình lên phường phải nghĩ cho ra đi. Chứ lên phường thì đặt rồi, không có đổi được đâu. Cỏ rơi. Anh đặt tên con là Hào đi, anh Hào. Mà anh tên là anh Kiệt, cha tên Kiệt, con tên Hào. Ủa chung cho bà ơi, Hào Kiệt. Hào Kiệt. Trời ơi em ơi, em nói một cái tên các bạn xúc động tràn trời em. Tự nhiên nghe nha, cha là Lê Anh Kiệt, con là Lê Anh Hào. Ê quá em ơi. Trời ơi, tự nhiên bây giờ một cái tên nghe nó xuất sắc. Hai anh hai cho con Hào Kiệt, nghe giống như Tây Sơn vậy hả? Trời ơi, hôm qua em coi phim Thiệu Lâm đó, em thấy là có anh hùng Hào Kiệt cho nên em đặt là anh Hào Kiệt. Ok, chấp nhận. Qua bữa ra chơi hả? Cứu sư. Ê, cứu sự. Chạy bồng miếng. Thôi, bồng gì? Mày giữ quán anh coi chừng quán anh đi. Giờ anh chị đưa cháu đi lên phường đăng ký cái khai sinh cho con. Dạ. Lê Anh Hào nha mày. Đưa em coi cho. Đẹp không? Mày nghĩ sao mà coi con đâu có phải không, con tao lên trên mới làm giấy tờ được chứ. Trời ơi, em phải công nhận nha chị Hoa. Từ ngày á mà hở có cu bo là anh lúc nào cũng hở chị Hoa yêu thương chị Hoa. Chị Hoa nói cái gì cũng là nếu em thích. Cái nếu đó em muốn. Thôi. Ờ, thôi em biết rồi.
Chắc là dạo này á anh cũng sợ vợ luôn rồi cái gì. Mày nín đi, mày nín đi. Mày nói chuyện con nó khóc luôn phải không? Mà vô sợ vợ đi, mà sợ vợ. Sách dạy á là phụ nữ có thai á, thấy không? Mà sinh con vậy rất là dễ bị xì chết. Mình phải yêu thương chăm sóc. Cái này gọi là thương vợ chứ không phải là sợ vợ. Thôi thôi thôi, sợ vợ thì nói là không nói nhiều lời. Đi lên vườn em. Chị đi nghe, chị đi nghe. Lên nào đi chứ ba. Ai tên cho mày? Cú sự thơ. Chơi vơi, anh muốn đi tìm gì đó anh làm á mà. Làm gì? Đi đâu? Hai chị đi. À, muốn gì à? Ăn hủ tiếu hay là đi săn cua bò? Đâu có đâu. Anh định đi shopping, đi shopping. Anh mua thật nhiều đồ. Anh muốn vợ của anh á phải xinh đẹp lung linh. Thôi, nghi ngờ lắm á. Là bộ á mua cho tôi á thì một bộ, mà mua cho con riêng nhiều bộ đúng không? Không, đau. Không có. Cái điều trong bản cam kết quan trọng nhất của mình là gì? Là tại vì có một vợ, hai con, gia đình tràn đầy hạnh phúc. Alo, gia đình Tài Lệ nghe đây à. Hello, chúng tôi là công ty vận chuyển hàng nhanh như tia chớp. Xin báo rằng đơn hàng của quý khách Lương Phúc Tài đã được chuyển đến trong vòng 13 phút nữa. Gì vậy? Ai gọi vậy? Thì để anh mở loa nè. Đề nghị quý khách nhanh chóng ra cột đèn số 33 ngay hẻm Hoàng Quê để nhận hàng. Nhanh lên. Ủa là sao? Chồng đặt hàng online đó. Bây giờ tới ngày lấy rồi. Chồng đi lấy hàng á vợ nha. À vậy hả? Em đi lấy hàng phụ. Ở nhà đi. Chồng đi về liền. Trời, bà này chắc ở ngoài hành tinh mới rớt xuống hay sao á. Tự nhiên tự tạo đồ khó cho mình vậy. Trùm kính mít vậy trời. Trời đất thánh thần ơi. Chị cần tôi giúp đỡ chị gì không? Không, tôi là người tốt, người lương thiện. Mà thấy chị che chắn được cực khổ quá. Tôi muốn giúp đỡ cho chị có được không? Thôi, bà muốn làm gì bà làm đi. Trời, bà này mà không nghĩ tôi là mẹ mình bắt cóc á, tôi phải người luôn đó. Bà ta nói á, lòng tốt mà đặt không đúng chỗ á, trở thành bi kịch á. Mệt mỏi quá. Ôi. Khỏi kiếm, đi vô nhà rồi. Ủa gì kỳ vậy? Hả? Gì kỳ vậy ông nội? Tự nhiên rồi sao hôm nay ông đem thằng của bỏ ra đây tôi gặp mặt vậy? Nói nãy giờ ngoài đây mà anh đem về rồi, nắng quá đem về rồi. Trời, tại sao ông đàn ông mà ông bất lực như vậy chứ? Gì bất lực cha? Lộn, ông bất tài quá vậy. Ông ra lệnh vợ ông là phải để cô bò ở đây để tôi ra thăm con tôi chứ. Không sao, ông vô duyên quá. Mưa rồi nắng, nắng rồi mưa. Thằng nhỏ ngoài đây nhỏ bệnh ai chịu? Tôi nuôi phải ông nuôi không? Nhưng mà người quá, vợ tôi nói đúng phải giờ, nghe chứ. Giờ ông nghe lời tôi. Ông vô ông kêu quả đem thằng cụ bò ra tôi gặp mặt. Không, như ông giống như ông nội tôi vậy đó. Nhưng bây giờ tôi đây tôi phải chạy vô nhà. Tôi kêu ba ông đem vào trong. Ừ. Vậy sao từ đây ở ông không đi thẳng vô ông thăm rồi ông đi về? Không, bởi vì tôi thời lượng ít lắm. Cho tôi đi có 13 phút thôi à. Thời lượng ít lắm, tôi đi cái ông ngồi đây cái bà ra bà nắm đầu ông về luôn. Cái này. Sao ông mới suy nghĩ vậy? Ôi tôi chết rồi. Vô thăm đại vô rồi đi. Chết tôi nhớ rồi. Có phải là hôm nay qua đội có nón rộng vành màu kem không? Rồi trùm thằng nhỏ, trùm luôn cái mặt của mình nữa, giống như là Ả Rập Xê Út vậy đúng không? Cô sao biết hay à? Tôi gặp ngoài đường rồi. Trời ơi. Thấy hình nền nó giống rồi. Nghi rồi. Nhưng sao? Mà tôi tưởng ở cái quán hủ tiếu này tôi không có hỏi thăm. Ai về bây giờ mất tiêu rồi. Trời ơi, là trời tôi ngu quá vậy trời ơi. Ông làm gì vậy thì giờ ông chạy vô ông thăm có sát bên ông làm cái ghê vậy? Ông vô kêu ra giùm tôi đi. Trời ơi, tôi không có đi, ông đừng ở tàu lao, tôi mở không đâu.
Ủa mà xì tai thấy quen quen nha. Thấy gì? Lỡ ra coi. Đây lỡ ra đi. Xì tai điệp viên là không đâu có của tôi đó. Lỡ ra coi. Cái gì? Cũng bị bầm mắt như ai vậy ta? Đây là xui thôi. Xui sao kể cho nghe coi. Thì tôi với bà dẫn cô Bo đi lên trên phường làm giấy khai sinh á. À. Khai tên cho nó. À. Cô Bo. À. Tức là họ tên thiệt là Lê Anh Hào. Ủa? Tên tôi là Lương Phúc Tài, phải đặt tên con tôi là Lương Phúc Hào mới đúng chứ. Cho Lương Phúc Lệ biết luôn. Ủa nó con tôi mà. Nó con tôi nó phải theo họ Lê tôi chứ. Ủa giấy tờ ông ký rồi mà giờ ông nói gì vậy? Quên, tôi cam kết với ông rồi mà tôi quên. Cái phần mà khai tên mẹ nó đó. Tôi khai sao không biết mà cuối cùng tôi quay qua cái con mắt tôi nằm ngay cái nắm đấm của vợ tôi luôn. Thôi ông nội, ăn đấm cái đạn đấm đi. Sĩ diện đó nha, tôi xây qua con mắt tôi nằm ngay trong nắm đấm của bà. Vậy tôi thật tình thôi. Thật tình sao? Tại tôi khai tên mẹ nó, tại tôi thật thà, tôi khai đúng. Khai đúng sao? Tên gì? Hồ Thị Ly Ly. Ủa gì kỳ vậy? Hồ Thị Ly Ly là tên vợ bé tôi tự nhiên trong khai mẹ nó không? Thì là mẹ nhưng mà ông khai làm cái gì? Tôi quên. Gặp bà còn hiền, gặp vợ tôi là bà cho tím con mắt bên trái, bầm con mắt bên phải, cả hai mắt đều đen thui y như gấu trúc vậy đó cho biết. Ủa anh Tài, sao hôm nay tự nhiên đi đánh lẻ một mình vậy? Không gọi hủ tiếu cặp cho ăn với chị Lệ hả? Hôm nay không ăn uyên hủ tiếu tại vì hôm nay được thả lỏng nên là đi ngao du bữa cho nó khỏe vậy đó mà. Ủa hôm nay sao cũng xì tai đeo mắt kiến vậy ta? Dạ. Nè đây nè, xì tai chảnh nè, xì tai đeo mắt kiến chảnh nè, đó chảnh sang chuẩn nè. Ủa mà sao anh giữ cái phong cách này từ hôm qua tới giờ luôn vậy? Còn giữ vài ngày nữa mới hết lần. Còn em sao cũng tự nhiên đeo mắt kiến vậy hả? Dạ xì tai em nó vậy á chứ đâu có gì đâu. Em chưa có vợ mà. Nhưng mà anh yên tâm đi, nếu như mà em mà có vợ là em thề không bao giờ sợ vợ, đúng không? Thằng ông nào cũng vậy á, lúc chưa có vợ thì hùng hồn nói em không bao giờ sợ vợ. Ủa mà không sợ vợ đeo mắt kiến ngụy trang làm gì vậy? Trời ơi, cái này á là chị qua bắt em đeo cho có cặp với thêm là anh Kiệt. Với thêm cái đầu mày. Anh biết sao không? Tại vì á chị Hoa sợ hai anh em đã bán hủ tiếu nè mà một mình anh Kiệt đeo mắt kiến thì kỳ, với lại sợ người ta biết á là anh Kiệt bị chị Hoa đánh cho bầm mắt á cho nên là bắt em đeo. Trời, bán hủ tiếu mà cũng đeo mắt kiến uy ương nữa ha, thấy thương quá. Thôi đừng nói nữa, đừng nói. Chết, tôi mới về liền bây giờ. Ở đây chàng hồi bà Lệ đang thấy là tan nhà nát cửa. Thôi về đi. Nhưng mà dù sao tôi cũng chúc mừng Kiệt đã tham gia hội SV. Sao tôi già tôi không có tham gia hội sinh viên nữa. Không phải sinh viên mà là sợ vợ. Thôi kệ, thôi về đi. Sợ vợ có gì sai? Sao có sai mà sai vợ là ăn đòn hay da. Sợ vợ có gì sai? Sao có sai mà sai vợ là u đầu ui da. Em ơi đừng có la, anh lon ton chạy quét nhà, anh đang rửa chén nè, em uống gì anh pha. Em ơi đừng khó khăn, anh luôn luôn cố gắng mà, anh là ô sin cao cấp, em mệt về nhà anh lo. Sợ vợ có gì sai? Sao có sai mà sai vợ là ăn đòn hay da. Sợ vợ có gì sai? Sao có sai mà sai vợ là u đầu. Đây anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai? Vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh.